Công nghệ cấy ghép răng Implant bằng công nghệ định vị Implant Navigation là một hệ thống tích hợp hai camera quan sát được liên kết với phần mềm chẩn đoán hình ảnh CT Combin 3D, cho phép bác sĩ quan sát được tọa độ của mũi khoan, tương quan của mũi khoan với cấu trúc giải phẫu của bệnh nhân trực tiếp trên màn hình máy tính. Độ chính xác của công nghệ định vị X-ray cao gấp 11 lần so với hệ thống cấy ghép răng Implant theo kinh nghiệm không dùng thiết bị hỗ trợ. Nhờ sự chính xác này nên răng trên Implant cấy ghép bằng công nghệ định vị cũng dễ dàng được thực hiện, đạt tính thẩm mỹ và khả năng chịu lực cao. Việc áp dụng công nghệ định vị sẽ giúp quá trình cấy ghép răng Implant diễn ra nhẹ nhàng, ít sưng, giảm chấn thương, giảm khó chịu và nhanh lành thương cho bệnh nhân. Từ đó đảm bảo được độ an toàn cho bệnh nhân khi cấy ghép răng Implant. Và sở hữu công nghệ này, nha khoa Hùng Cường tự tin đem lại những ca cấy ghép Implant chính xác nhất và mang lại sự tự tin cho khách hàng khi phục hồi lại chức năng ăn nhai.